chưa? Hạ máy quay xuống đi anh. Tao kể đi mấy đứa. Đi lên đi chỗ lên hả? Xin lỗi, bây giờ mình di chuyển bên kia lại xe đợi bên kia nha, mình quên di chuyển bên kia rồi. Đi đi mọi người.
đi phố đi nhỉ. Tại vì fan hâm mộ sắc đẹp thì chờ cũng được em không sao hết. Có người ra đây từ 5 giờ chiều rồi đó chị. Ý là em nói anh đó hả? Chứ ai nữa. Rồi bye bye em nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào game này. Ok. Để em tiếp. Mất mình em hả?